Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với bản tin. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch cuối tuần, phố Wall tiếp tục có phiên giảm điểm thứ tư, khiến cho tuần qua là tuần giảm điểm mạnh nhất của phố Wall kể từ tháng 3 năm nay. Thị trường hàng hóa thế giới dao động mạnh cùng với những bản báo cáo kinh doanh không làm hài lòng nhà đầu tư đã kéo thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong tuần qua, đặc biệt là nhóm hàng hóa. Kết phiên giao dịch ngày 24 tháng 7, cả ba chỉ số phố quân đều giảm điểm. Đáng chú ý là chỉ số S&P 500 và Nasdaq chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm nay. Hạ sản xuất ô tô Fiat Chrysler mới đây đã triệu hồi 1,4 triệu xe tại thị trường Mỹ để sửa lỗi phần mềm, có thể khiến cho hệ thống điều khiển bị tấn công. Mặt khác, các nhà đầu tư cũng không có trợ lực từ thị trường bất động sản khi mà đạt phục hồi trong tháng 6 đã chững lại. Doanh số bán nhà mới giảm trong tháng 6 xuống mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Thị trường bất động sản không mạnh mẽ như chúng ta đã nghĩ. Những dự báo như phục hồi, chuyển biến tốt, vân vân đã không xảy ra trong tháng 6. Về báo cáo doanh thu, số liệu không mấy tích cực đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của Bulls Group và Tom Brothers. Nhóm công nghệ sinh học cũng bị tác động mạnh bởi báo cáo kinh doanh và là nhóm dẫn đà giảm điểm của S&P 500 trong thứ sáu vừa qua. Ngược lại, một số mã tăng điểm có thể kể đến như Amazon, Visa, v.v. Nhóm cổ phiếu của các hãng khai thác sản xuất sắt thép và dầu giảm điểm mạnh. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á đầu tuần được chứng kiến hàng loạt chỉ số giảm điểm trừ chỉ số AX200 của Úc, dẫn đầu đà bản tháo là chỉ số Shanghai của Trung Quốc. Kết phiên giao dịch chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm 8,5%, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,9%, chỉ số S200 của Úc tăng 0,43% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,35%. Dẫn đầu đại giảm của chứng khoán châu Á ngày 27 tháng 7 là chỉ số Shanghai của Trung Quốc với 8,5%. Điều này được xem như dữ liệu chính thức, cho thấy lợi nhuận công nghiệp của đất nước giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Lực bán mạnh tập trung ở nhóm năng lượng và bất động sản. Bolivia và Gamedale đều giảm 10%. Ngoài ra, các công ty chứng khoán như Citic Security, Hightown Security đều giảm 10%, mức giảm lớn nhất trong ngày. Chỉ số Nikkei đóng cửa ở mức 20.350 điểm, mức thấp nhất trong 2 tuần. Nhóm xuất khẩu chìm trong sắc đỏ do đồng yên tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 7. Toyota Motor giảm hơn 1%, trong khi Nissan và Suzuki lần lượt giảm 0,6% và 0,2%. Chỉ số Cosby của Hàn Quốc kết thúc ở mức thấp nhất trong 2 tuần. Trong đó, các công ty dược phẩm nằm trong nhóm giảm mạnh. Chỉ số Hyundai và Samsung lần lượt giảm 2,4% và 3,4% chỉ có chỉ số S200 của Úc hoạt động mạnh vào phiên chiều sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 7. Các công ty mỏ như Newcrest Mining và Evolution đều tăng trên 4%. quý vị, ứng dụng gọi taxi qua di động Uber đang tiếp tục vấp phải sự phản đối của khắp các nước trên thế giới. Thứ sáu vừa qua, hàng ngàn tài xế taxi tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã tổ chức biểu tình đình công chống lại dịch vụ này. Hàng ngàn tài xế taxi tại Rio de Janeiro đã bắt đầu đình công về giờ cao điểm sáng ngày 24 tháng 7, buộc trung tâm dịch vụ taxi tại sân bay phải đóng cửa. Hành khách phải xếp hàng dài tại trạm xe buýt thay vì gọi taxi những tài xế taxi tự do vẫn hoạt động bình thường tuy nhiên họ phải tránh những lộ trình diễn ra biểu tình chính quyền địa phương đã gia tăng lực lượng, lượng an ninh khu vực gần sân bay và những khu vực đông phương tiện khác giới taxi thành phố này đã phản ứng mạnh mẽ đối với ứng dụng uber đến từ mỹ khi họ cho rằng sự xuất hiện của uber đang chèn ép hoạt động của các tài xế taxi nhưng thay vì gây sức ép lên uber những người biểu tình lại vô tình tạo ra một cơ hội đáp trả cuộc biểu tình của giới tài xế taxi uber đã tuyên bố sẽ miễn phí cho khách hàng đi những lộ trình ngắn trong thời gian diễn ra biểu tình Tại Brazil, Uber đã có mặt hơn một năm và vẫn đang vấp phải sự phản đối tại nhiều thành phố. Hiện tại, thành phố lớn nhất Brazil là Sao Paulo đã cấm Uber hoạt động trong nội thành. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố doanh số bán nhà đơn lẻ trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia, thì mặt bằng chung của thị trường vẫn không có gì đáng lo ngại. Thị trường nhà ở Mỹ đang gặp một vài trở ngại. Doanh số bán nhà đơn lẻ trong tháng 6 giảm 6,8%, đạt 482.000 căn hộ, mức thấp nhất trong vòng 7 tháng. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn một tin tốt. Tính theo từng năm, doanh số năm nay so với cùng kỳ năm ngoái tăng 18%, từ đó cho thấy sự phục hồi tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Trước đó, một báo cáo khác lại cho thấy tỷ lệ nhà bán lại trong tháng 6 đang tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 năm. Thị trường nhà ở cho gia đình vẫn còn chật vật nhưng đã có chút cải thiện. Số lượng căn hộ gia đình đang nhích lên theo từng tháng. Do vậy mà tin tốt mà chúng ta đang có chính là mọi thứ đang tốt dần lên, chỉ có điều là nó diễn ra hơi chậm góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở, chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cho những người lần đầu mua nhà thông qua các khoản vay tại các công ty tín dụng như Fannie Mae và Freddie Mac. Trang thương mại trực tuyến Amazon vừa thành lập một phòng chụp ảnh ngay tại thủ đô London của Anh nhằm sản xuất các bộ ảnh mới phục vụ cho việc mở rộng mảng kinh doanh thời trang của hãng. Chưa dừng lại ở việc tấn công vào thị trường sách, hãng bán lẻ Amazon đang có kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh thời trang của mình sau khi cổ phiếu của hãng tăng hơn 17% nhờ vào lợi nhuận cao bất ngờ. Tại phòng chờ ảnh mới của Amazon, các người mẫu, nhiếp ảnh gia và các nhà tạo mẫu sẽ làm việc để cho ra đời hàng trăm ngàn hình ảnh mỗi năm để phục vụ cho mảng thời trang của Amazon tại thị trường châu Âu các sản phẩm phổ thông sẽ trở thành mục tiêu của các doanh nghiệp trực tuyến. Do vậy mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhìn thấy một sự thay đổi lớn ở các thương hiệu thời trang phổ thông tại Anh. Hành động này dường như cho thấy Amazon đang cố gắng đánh bại các đối thủ khác như Walmart, Costco trong cuộc chiến doanh số mùa hè. Thưa quý vị, nắm giữ phần lớn thị phần mạng điện thoại di động trên thế giới, Vodafone mới đây vừa công bố tình hình kinh doanh khả quan ở hầu hết các thị trường trong đó chủ yếu nhờ nhu cầu tăng ở các thị trường mới nổi. Tăng trưởng doanh thu hàng quý của Vodafone mở rộng 0,8% từ mức 0,1% của quý 1 năm 2015. Cổ phiếu của hãng tăng 2,5% sau khi thông tin trên được công bố. Tôi rất vui khi có thể nói rằng chúng ta đang nắm được đà tăng ở hầu hết các thị trường và tiếp tục thấy được sự phát triển mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi nhờ vào số lượng khách hàng tăng lên. Tại thị trường Anh, Vodafone đã tăng trưởng trở lại, trong khi thị trường Ý cũng đã có dấu hiệu ổn định. Mặc dù vậy, việc kinh doanh tại thị trường Đức không mấy thuận lợi khi hãng bị cản trở bởi đối thủ Deutsche Telecom. Vodafone đang tập trung vào đầu tư mạng lưới với 2 phần 3 thị trường châu Âu có dịch vụ 4G. Hiện, điều mà các nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích quan tâm chính là khả năng Vodafone sắp nhập với nhà điều hành cáp lớn nhất châu Âu, Liberty Go. Hãng sản xuất ô tô Mitsubishi cho biết các nhà máy tại Đông Nam Á sẽ là trung tâm sản xuất chính, thay cho dây chuyền sản xuất tại bang Illinois, Mỹ vừa bị tạm dừng. Do suy giảm sản lượng mà hãng sản xuất ô tô Mitsubishi Corp sẽ cho tạm dừng dây chuyền sản xuất tại nhà máy thuộc bang Illinois, Mỹ. Chúng tôi đi đến kết luận này bởi chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ. Sản lượng giảm và việc duy trì hoạt động của cơ sở tại Mỹ là điều không hợp lý. Thay vào đó, Nhật Bản, Đông Nam Á và Nga sẽ là các trung tâm sản xuất chính của Mitsubishi. Chúng tôi sẽ dừng việc sản xuất tại nhà máy ở Mỹ và củng cố lại nhà máy Okazaki. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển dần các hoạt động theo hướng xuất khẩu sang các thị trường Bắc Mỹ, Nga và Trung Đông. Cổ phiếu của hãng đã tăng 5% nhờ vào việc các nhà đầu tư hoan nghênh kế hoạch chuyển đổi trong bối cảnh Mitsubishi ngày càng tập trung đầu ra ở khu vực Đông Nam Á, nơi xe bán tải và xe thể thao bán khá chạy.